phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố quyết định để phát triển kinh tế xã hội. Trong mục tiêu đó, giáo dục đại học nói chung và hệ thống các trường đại học đóng vai trò then chốt. Ở Việt Nam, Đồng Nai là một điểm sáng, là một trong những trụ cột kinh tế. Chính vì thế, giáo dục đại học và các trường đại học, trong đó có trường đại học Đồng Nai, đang khẳng định vị thế cùng uy tín của mình mà việc nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ nhu cầu xã hội, đồng thời không ngừng mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế. Với lịch sử hình thành và phát triển gần 40 năm, Đại học Đồng Nai có đội ngũ cán bộ quản lý giảng viên dày dặn kinh nghiệm, có học hàm học vị cao. Trường Đại học Đồng Nai có kinh nghiệm gần 40 năm trong việc đào tạo giáo viên các cấp phổ thông và hiện nay là một trường đại học đa ngành, đa cấp, đa hệ. Đại học Đồng Nai hiện có quy mô hơn 13.000 sinh viên, là một trong những trường đại học có cơ sở vật chất hoàn thiện, được đầu tư nhanh và tốt nhất Đồng Nai. Đại học Đồng Nai được tổ chức và quản lý nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo liên kết và hợp tác quốc tế một cách khoa học chặt chẽ và chuyên nghiệp với cơ cấu tổ chức phù hợp. Đại học Đồng Nai hiện có 8 phòng chức năng gồm phòng tổ chức, hành chính, phòng kế hoạch tài chính, phòng đào tạo, phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, phòng nghiên cứu khoa học, sau đại học và quan hệ quốc tế, phòng thanh tra pháp chế, phòng công tác sinh viên và phòng quản trị thiết bị. Trường có 6 khoa gồm khoa sư phạm khoa học xã hội, khoa sư phạm khoa học tự nhiên, khoa sư phạm tiểu học và mầm non, khoa ngoại ngữ, khoa tổng hợp, khoa thể dục nhạc họa. Trường có 2 bộ môn là bộ môn lý luận chính trị, bộ môn quản lý giáo dục và 2 trung tâm là trung tâm thông tin thư viện, trung tâm ngoại ngữ tin học. Đại học Đồng Nai có 37 tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư, 120 thạc sĩ, hàng chục cán bộ giảng viên đang nghiên cứu sinh và cao học. Lực lượng cán bộ viên chức của nhà trường có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học trong tình hình mới. Trường có 2 cơ sở, cơ sở 1 có diện tích gần 9 hecta với 120 phòng học, trong đó có gần 100 phòng được trang bị hiện đại, 2 giảng đường với sức chứa hơn 500 chỗ, 1 hội trường 800 chỗ, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học cho sinh viên, tất cả các hệ, các loại hình đào tạo. Cơ sở 2 cũng gần 9 hecta đang đầu tư xây dựng các hạng mục như trường thực hành, khu thực tập thí nghiệm. Trung tâm thông tin thư viện của trường là một trong những thư viện lớn nhất khu vực, hoạt động theo mô hình thư viện điện tử với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Trong đó, 30 tỷ đồng đầu tư trang thiết bị sách tài liệu tham khảo. Với 6 tầng, tổng diện tích sàn hơn 6.200 m², trung tâm có thể cùng một lúc phục vụ cho hơn 1.000 bạn đọc sử dụng sách truyền thống và thư viện số. Xưởng trường được xây dựng hiện đại với 5 tầng, vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng. Riêng trang thiết bị trị giá 8 tỷ. Đây là nơi thực hành các nghề gò hàng điện tử, dinh dưỡng, mây thêu và họa mỹ thuật. Khu thí nghiệm hóa sinh của trường được đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thực tập và nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên. Ký túc xá của trường nằm trên khuôn viên rộng gần 2 hecta, có sức chứa tối đa hơn 1.700 sinh viên, là nơi thuận lợi cho việc ăn ở, sinh hoạt và vui chơi, học tập cho các bạn sinh viên ở xa. Hiện trường đào tạo 12 mảng ngành đại học gồm sư phạm tiếng Anh, toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, tiểu học mầm non, ngôn ngữ Anh, kế toán và quản trị kinh doanh. Hơn 20 mảng ngành cao đẳng gồm toán, vật lý, sinh học, ngoại ngữ, địa lý, tiếng Anh, tiểu học mầm non, âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh thương mại, quản trị văn phòng, kế toán, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, khoa học môi trường và thư ký văn phòng. Bên cạnh đó, nhà trường còn đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành mầm non kế toán. Ngoài ra, trường còn đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học các ngành sư phạm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, kế toán và quản trị kinh doanh, liên thông từ trung cấp lên đại học các ngành giáo dục mầm non và kế toán. Đào tạo văn bằng 2 các ngành sư phạm tiếng Anh, kế toán và quản trị kinh doanh. Để đáp ứng nguồn lao động chất lượng cao cho Đồng Nai, Đại học Đồng Nai liên kết đào tạo cao học các ngành, lý luận và phương pháp dạy học môn vật lý, sinh học, lịch sử, toán giải tích, hóa vô cơ, lý luận văn học. Đặc biệt, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trường đã triển khai các chương trình hoạt động thiết thực
nhằm hoàn thiện bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học cho giảng viên, khuyến khích và tạo động lực nghiên cứu trong sinh viên, giảng viên. Đại học Đồng Nai luôn gắn kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, bám sát nhu cầu thực tế để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, giúp sinh viên hòa nhập tốt nhất với việc làm khi tốt nghiệp. Trong lĩnh vực hợp tác trong nước và quốc tế, Đại học Đồng Nai có mối quan hệ hợp tác với các trường trung tâm đại học như Đại học Vân Lâm Đài Loan, các trung tâm đại học ở Hàn Quốc, đào tạo sinh viên Lào. Việc phối hợp và giao lưu này đã đưa Đại học Đồng Nai bắt nhịp với trình độ và tầm vóc giáo dục đại học ở khu vực cũng như trên thế giới. Hàng năm, số lượng sinh viên đăng ký tuyển sinh vào Đại học Đồng Nai luôn cao gấp nhiều lần chỉ tiêu tuyển sinh. Cùng với đó, các khóa, các ngành bậc học của Đại học Đồng Nai có hàng ngàn sinh viên theo học, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ và chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai cũng như cả nước. Tự hào với thương hiệu uy tín và vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đội ngũ khoa học, cán bộ và giảng viên Đại học Đồng Nai luôn nỗ lực hoàn thiện chính mình với mục tiêu đưa trường Đại học Đồng Nai trở thành một trường đại học có uy tín ở Việt Nam cũng như trong khu vực và thế giới.